Ngày 1 tháng 3, Công đoàn xã Dinh Tế tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2021 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2022. Trong năm qua, Công đoàn xã đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp quỹ chính quyền và của Liên đoàn Lao động thành phố, chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã trong năm 2021. Trong đó, công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, công nhân viên chức với nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, Công đoàn đã tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức đạt hiệu quả cao. Xây dựng các chương trình hoạt động trọng tâm của công đoàn và công tác nữ công, xây dựng cơ quan văn hóa, đồng thời cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm, công đoàn còn trợ cấp cho công nhân viên chức gặp khó khăn ốm đau, thai sản, nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi đến từng gia đình công nhân viên chức, thực hiện tốt việc đóng góp các loại quỹ. Ngoài ra, công đoàn cơ quan xã tham gia hiến máu tình nguyện và các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao do công đoàn cấp trên phát động. Dịp này, Quỹ ban nhân dân xã Vĩnh Tế trao tặng giấy khen cho 41 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.